báo giới đưa tin 5 điều Tổng thống Donald Trump tiết lộ trong cuốn sách mới nhất. Những tiết lộ của Tổng thống Donald Trump trong cuốn sách xuất bản của nhà báo Bob Woodward là Mỹ có vũ khí hạt nhân mới bí mật, những rủi ro thực sự của đại dịch coronavirus đã bị che đậy hay những chi tiết thú vị trong cái cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo Mirror, không phải tự nhiên tại sao những cuốn sách của nhà báo Bob Woodward lại được công chúng háo hức chờ đợi và tại sao chúng có xu hướng khiến cho Nhà Trắng lo lắng. Ông Woodward đã làm việc cho tờ Bưu điện Washington trong 49 năm và đã từng viết sách về các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George Bush, Bill Clinton. Cùng với đồng nghiệp Clark Burstein, Woodward là một trong những nhà báo duy nhất từng hạ bệ Tổng thống Mỹ. Báo cáo của hai nhà báo về vụ bê bối Watergate đã dẫn đến một chuỗi các sự kiện trực tiếp khiến cho Tổng thống Richard Nixon thời đó phải từ chức. Chính vì lẽ đó, cuốn sách mới nhất tạm dịch là Cơn Thịnh Nộ phát hành vào ngày 15 tháng 9, bao gồm 17 cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được dư luận rất chờ đón. Sau là 5 điều tiết lộ bất ngờ của Tổng thống Donald Trump trong cuốn sách này có thể khiến cho Nhà Trắng thoát cả mồ hôi. Điều thứ nhất, Tổng thống Trump thừa nhận Mỹ đang phát triển một kho vũ khí hạt nhân mới bí mật. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với nhà báo Woodward, Tổng thống nói rằng chúng ta đã chế tạo một hệ thống vũ khí hạt nhân chưa ai từng thấy ở đất nước này. Chúng tôi có những thứ mà các bạn thậm chí còn chưa từng nghe tới, những thứ mà lãnh đạo Nga và Trung Quốc chưa bao giờ biết đến. Những gì chúng ta có thực sự đáng kinh ngạc. Các nguồn tin của Woodward đã xác nhận tuyên bố của Tổng thống Trump về loại vũ khí này, nhưng họ tỏ ra ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ tiết lộ thông tin đó. Tuy nhiên, các nguồn tin không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về loại này được đề cập. Đây là một loại khí tài được giữ bí mật nhất của Mỹ, dù sự tồn tại của chúng được công khai từ lâu. Tính năng những loại này luôn được bảo mật để ngăn đối phương phát triển phương án đánh chặn. Tiết lộ thứ hai của Tổng thống đương kim đó là những rủi ro thực sự của đại dịch coronavirus đã bị che giấu. Tổng thống thừa nhận rằng chỉ vài tuần trước khi Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì coronavirus, Tổng thống đã biết trước vài tuần rằng loại này có thể lây lan trong không khí và gây chết người. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó thì Tổng thống nói với nhà báo Woodward rằng đây là thứ chết người và nó lây lan qua không khí. Điều đó luôn khắc nghiệt hơn so với việc lây lan bằng cách chạm vào. Bạn không cần phải chạm vào nó vẫn có thể lây bệnh. Bằng cách lây lan qua không khí, bạn chỉ hít thở cũng có thể nhiễm bệnh. Theo như vị nhà báo này, một tháng sau đó, chủ tịch thừa nhận ông đã cố tình giảm thiểu rủi ro của coronavirus, không muốn tạo ra sự hoang loạn. Điều thứ ba, đó là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói với Tổng thống Donald Trump rằng cuộc gặp của họ giống như là một bộ phim giả tưởng. Ông Kim Jong-un cho biết các cuộc gặp của ông với Tổng thống Donald Trump giống như là một bộ phim giả tưởng. Cuốn sách đã kể lại rất chi tiết cuộc trao đổi qua lại giữa hai nhà lãnh đạo. Họ đã viết 25 bức thư riêng cho nhau, phần lớn trong số đó là những lời khen ngợi dành cho nhau. Nhưng mối quan hệ giữa họ sau đó nguội lạnh sau khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy ông Kim không sẵn sàng để bắt đầu một thỏa thuận. Điều thứ tư, đó là Tổng thống Donald Trump xác nhận về cái chết của chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tổng thống đã kể với nhà báo Woodward chi tiết về việc người bạn Kim Jong-un của ông đã hành quyết người chú rể của mình, ông Jang Song-tae, vì tội phản quốc. Và điều thứ năm, Tổng thống gọi các tướng Mỹ đó là dở hơi. Trong một phần của cuốn sách, nhà báo Woodward dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói rằng các tướng lĩnh của tôi thật dở hơi, họ quan tâm đến liên minh của mình hơn là các giao dịch thương mại. Trong một phần khác của cuốn sách, James Maddox Mattis, cựu bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, từng là giám đốc tình báo quốc gia, thảo luận về việc lên tiếng can ngăn Tổng thống. Đó không là tốt, có thể là một lúc nào đó chúng ta sẽ phải đứng lên và lên tiếng, có thể sẽ có lúc chúng ta phải hành động tập thể, ông Mattis nói như vậy. Tướng James Mattis cuối cùng từ chức bộ trưởng quốc phòng vào ngày 20 tháng 12 năm 2018 vì bất đồng quan điểm với Tổng thống Donald Trump trong nhiều vấn đề, bao gồm việc bỏ bê đồng minh và tỏ ra ngạo mạn. Thực chất đây chỉ là một góc độ của một phần của sự thật và cuốn sách có viết, tuy nhiên còn biết bao nhiêu điều có thể là biện chứng lại hoặc là cần phải tham khảo thêm.
Cho nên đây chỉ là một thông tin để nghe, để biết, và đây chưa chắc đã là hoàn toàn là sự thật. Bởi có lẽ như mọi người, quý ông bà cô bác cũng đã biết là sự thật, nếu chúng ta chỉ nhìn ở một góc độ thì có lẽ nó sẽ sai lầm. Và nếu ta có một bức tranh tổng thể hơn nữa thì thực sự là tốt và có cái nhìn khách quan hơn. Thực sự phải nói là TikTok hiện tại đã tan giấc mộng ở Mỹ. Thượng viện của Mỹ đã thông qua dự luật cấm sử dụng TikTok và Thượng viện Mỹ ngày đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Dự luật do Thượng nghị sĩ Josh Hawley giới thiệu được thông qua trong bối cảnh Nhà Trắng sẽ cấm ứng dụng này tại Mỹ. Các nhà lập pháp và chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua đã bày tỏ quan ngại về an ninh quốc gia khi TikTok được sở hữu bởi ByteDance của một công ty của Trung Quốc. Công ty này hiện đang có hạn chót tới 15 tháng 9 để bán các hoạt động của TikTok ở Mỹ cho Microsoft hoặc là sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Hạ viện Mỹ trước đó cũng đã thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang tải TikTok xuống các thiết bị của chính phủ. Việc cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ được dự kiến sẽ sớm trở thành luật ở Mỹ khi đã được cả lưỡng viện thông qua. TikTok trước đó cho biết là 60% trên tổng số là 26,5 triệu người sử dụng hàng tháng ứng dụng này, đó là công dân Mỹ có độ tuổi từ 16 cho đến 24 tuổi. Ứng dụng này định giá tới là 50 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian này, nhiều người Mỹ Việt chúng ta nói riêng cũng toàn dân Hoa Kỳ nói chung đang đưa ra những sự lựa chọn cho việc chọn một tổng thống mới. Người này sẽ là tổng thống cũ Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa hoặc là cựu phó tổng thống Joe Biden thuộc phe đảng Dân Chủ. Về vấn đề dịch bệnh đang hoành hành khiến cho cuộc vận động tranh cử tổng thống diễn ra không được như cả hai ứng viên chính mong muốn. Mọi kết quả thăm dò dư luận đều cho thấy rằng cử tri của Mỹ tín nhiệm ông Biden hơn hẳn tổng thống đương kim. Dù vậy thì hiện vẫn còn quá sớm và hoàn toàn chưa chắc chắn để có thể tiên đoán rằng ông Biden sẽ đắc cử tổng thống hay không. Phải công nhận rằng trong bầu cử tổng thống Mỹ, những kết quả không thể nào tiên đoán trước được như nhìn lại cuộc bầu cử 2016 trước đây, hay là cuộc bầu cử tổng thống năm 1988 với ông Mike, năm 2000 với ông John Kerry và năm 2016 với bà Hillary Clinton. Tất cả những người này đều bỏ xa các đối thủ chính trị ở phe đảng Cộng Hòa cho tới tận trước ngày bầu cử như ông Biden hiện tại. Như thế cũng còn chẳng phải 30, chưa phải là Tết. Hiện tại thì Tổng thống Trump hiện ở trong tình thế đúng là thực sự rất bất lợi, nhưng từ nay cho đến ngày bầu cử Mỹ sẽ còn những cuộc tranh luận trực tiếp giữa Tổng thống đương kim và ứng cử viên Tổng thống phó cựu Tổng thống Joe Biden trên truyền hình, và đó là những cơ hội tuyệt vời để Tổng thống đương kim xoay chuyển tình thế. Câu hỏi lớn hiện nay được đặt ra chưa thể trả lời được, đó là liệu là ông Biden có tranh thủ được diện cử tri là thế hệ trẻ và người có gốc nhập cư hay không? Điều mà bà Clinton đã không thực sự coi trọng hoặc là đã làm mà không thành công trước đây? Hay là như gần tới ngày bầu cử mà nước Mỹ tìm ra được vaccine phòng ngừa dịch bệnh hoặc là thuốc đặc trị thì cũng xảy ra biến cố nào đấy? Về vấn đề kinh tế thì thực sự đây cũng là những cái điều mà dấu mốc mà nhiều người không thể nào dự đoán trước được kết quả bầu cử sẽ ra sao. Các chuyên gia y tế trong thời gian vừa qua nhận định là có chuyển biến tích cực về sự tăng chỉ số chứng khoán Dow Jones hoặc là Nasdaq trong thời gian qua vượt mức kỷ lục, và đây là dấu hiệu tích cực trong nền kinh tế khi Tổng thống Donald Trump ông có những biện pháp để vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện tại. Chắc hẳn nhiều người Mỹ Việt chúng ta cũng không khỏi phải nghi ngờ những cái con số mà rất nhiều bệnh viện ở tại Hoa Kỳ đưa ra. Bởi lẽ nhiều sự việc không ai ngờ có khả năng xảy ra tại Hoa Kỳ nhưng nó đã diễn ra. Việc ra quyết định về chính sách trong đại dịch coronavirus 19 thường được dựa vào dữ liệu được công bố, nhưng đôi khi dữ liệu lại tỏ ra lộn xộn hoặc là gây nhầm lẫn.
Đó là lý do tại sao vài giới chức ở quận Cam đang phải thắc mắc về số liệu coronavirus ở quận hạt chính xác không và có nghĩa là gì. Theo nhật báo The Orange County Register cho hay, hai giám sát viên của quận Cam, đó là bà Michelle và ông Don, đều công khai cho rằng số bệnh nhân coronavirus nằm viện được báo cáo có thể cao hơn thực tế. Vì nhiều người nhập viện vì lý do khác rồi vô tình xét nghiệm dương tính cũng được tính là bệnh nhân đang nằm viện điều trị coronavirus. Tại buổi họp hội đồng giám sát, bà Steele thắc mắc rằng trong số khoảng là 600 bệnh nhân coronavirus nằm viện ở quận Cam, vào thời gian đó thì liệu có thể đến một nửa là nhập viện vì bệnh khác, không liên quan đến coronavirus. Trong cuộc phỏng vấn, bà Steele nói là bà nghe những trường hợp như vậy từ vài bệnh nhân hoặc gia đình. Sự việc đã xảy ra tại bệnh viện này, tuy nhiên, nhiều nghi vấn lại có thể xảy ra khắp Hoa Kỳ. Người làm chính sách phải có dữ liệu chính xác về coronavirus ở quận Cam và nhấn mạnh vì lúc đó chúng tôi mới biết tình hình nghiêm trọng cơ nào. Theo quy định thì bệnh viện phải báo cáo đang điều trị bao nhiêu bệnh nhân coronavirus và số liệu này rất quan trọng vì một số lý do. Tiểu bang dựa trên số bệnh nhân nằm viện của quận hạt để quyết định cho phép doanh nghiệp, trường học và các cơ sở khác mở lại hay là không. Giới chức y tế địa phương thì dùng dữ liệu này để cân nhắc tăng số giường trong bệnh viện. Dữ liệu này có thể tạm cho thấy quận hạt cũng như là cư dân ngăn ngừa virus tốt hay là không. Ở Orange County, số bệnh nhân coronavirus nằm viện lên mức kỷ lục là 722 người. Trước đó và trong một tuần rưỡi qua mà thôi, đều giảm mỗi ngày hoặc là chỉ tăng chưa tới 10 người. Đây là một dấu hiệu tích cực. Hầu hết họ có triệu chứng liên quan đến coronavirus, phổ biến nhất đó là thở gấp, sốt ớn lạnh và ho. Theo bác sĩ, ông Babu, bác sĩ phổi tại bệnh viện cho biết, việc nhập viện hoặc là khám gần 200 bệnh nhân kể từ tháng 3 đến nay. Có một dấu hiệu tích cực là đa số bệnh nhân đã bình phục, thường là được 99%, ngoại trừ những người có tiền sử bệnh mà họ không vượt qua được do tiền sử bệnh của họ chứ không phải do coronavirus. Nhiều người đến bệnh viện nhiều khi phải thực hiện xét nghiệm do phẫu thuật, tiểu phẫu hay là đại phẫu đều phải xét nghiệm, do đó vì tình trạng yêu cầu xét nghiệm nên vô tình đã phát hiện họ có dương tính hay không. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.